Trong video quay trở lại với Toilet Toilet Fan. Và mình quay trở lại với Roblox Toilet Toilet Fan lâu lắm rồi, quay trở lại. Và bây giờ mình sẽ dùng một combo, gọi là combo gì? Combo team, full team. Đây là full team pháo hoa mọi người ơi. Team của chúng ta có 4 ít pháo hoa. Trong khi có 4 ít pháo hoa rồi. Đầu tiên tôi có Sparkler Cameraman, là thanh niên cầm cái pháo hoa bé bé này. Đấy không phải là pháo hoa, đây là gọi là gì nhỉ? Tiếp theo có Firework Cameraman, xịn hơn rất nhiều. Giá tiền bằng nhau nha, nhưng con này đã DPS ít hơn này. Con này 5.000, con này có 2.500 thôi. Nhưng con này được cái Splash, AOE và Piercing. Wow, được của nó đấy mọi người. Và tiếp theo cho có Lost Firework Cameraman. Unit rất là hiếm từ rất là lâu rồi, 48.000 người sở hữu. Con này 41 triệu rồi, 20 triệu này. Thì con này cũng khỏe hơn, và một trong những unit khá là đắt giá. Và cuối cùng có Titan Firework Man Godly Splash, 11.000 sở hữu. Unit hiếm nhất sau tất cả unit này, nhưng mà hiện giờ như vậy thôi. Tương lai thì có thể sẽ hết nha. Chúng ta sẽ có sắp cái sự kiện là 4th of July hết là không có nữa đâu. 90.000 DPS, quá là kinh khủng. Và cái update mới nhất của chúng ta có rất nhiều unit mới nha. Mình vừa dẫm lên đầu nó thụt xuống luôn này. Dẫm đầu nó thụt xuống luôn. Đây, dẫm đầu thụt luôn này. Anyway, ngoài ra có cái crate, nó crate summer crate nữa. Mình không biết lấy crate summer crate ở đâu nha. Summer crate là lấy ở đâu? Vậy Summer Crate hay chơi cái map này có hay sao? Anyway, giờ mẹ chiến mọi người ơi. Và nếu thích để like, subscribe mình. Và đừng quên vào shop hay dưới cơ com một nick mới chia sẻ. Mẹ chiến cái map mới này với cái team là Firework này hơi khó. Team Firework này mình thấy khá là khó chơi. Và cái map này là cái map khó nhất từ trước đến giờ. Nó có 4 đường đi nên mình không chắc có thể win được không. Let's go. Oh my god, Thunder Sandman Hideout có 4 đường đi của Toilet. Và anh là có 200 tiền khởi đầu. Are you kidding me bro? Oh my god. Nói chung là map này thực sự khó, mình chơi thử một lần rồi và mình thấy nó khó vãi chưởng. Một phát hết tiền luôn. Ok. Wave 2 đặt thêm một Santa nữa và mình chưa đủ tiền để đặt bất cứ con gì cả. Tiếp theo là con Sparker này. Sparker tiếp theo là 100, 200 tiền, 100, 100, 300 tiền. Không đủ luôn để đép 4 đường đi. Nhưng mà cái lâu đài đẹp thật mọi người ạ. Cái map này đẹp phết mọi người ạ. Mỗi tội là khó thôi. Lâu đài to vãi, nó che hết cả đường đi nhá. Che hết cả hướng tầm nhìn, không thấy cái gì. Nên ok, mình đặt thêm một con nữa ở đây này. Thêm một con nữa ở đây cho có 3 thằng Sparker ở 3 hướng. Nhưng mà vẫn thiếu một hướng nữa. Đấy, mất 100 máu rồi này. Ai chả khó phết. Đặt một con nữa ở đây. Và sau đó đặt ra Santa. Ok, nói chung là bọn Sparker khá là yếu. Liệu có đẹp được không? Oh my god. Cố lên, được đấy, được đấy, được đấy. Ngon, lành luôn. Nó nổ khá là bé nhỉ. Nó đã nổ quá hay đâu. Oh no. Cởi nâng cấp 300 tiền. Và thêm con Firework đây. Đấy, thêm Firework nữa. Team pháo hoa mọi người ạ. Team pháo hoa xem có mạnh không nha. Ok, thêm một con nữa pháo hoa. Thêm một con nữa pháo hoa ở đây. Ok, ok. Ôi, nó vượt qua rồi này. Sao mà đép được chứ. Căng quá mọi người ơi. Không sao, nâng cấp tiền này. Let's go. Ok, ok, nâng cấp tiền, nâng cấp tiền. Và mình sẽ nâng cấp con pháo hoa nhỉ. 300 tiền. Đặt vãi đái. Ok, ok. Xong tiền cấp lên bọn nó sẽ có thể đẹp được đấy, mình nghĩ vậy. Kết hợp với con Firework nữa. Nên mọi thứ sẽ ổn. Nâng cấp nào. Receive for July crate, thank you, có thêm crate mới. Nâng cấp được, được. Ok, nâng cấp tất cả này lên là mình sẽ để đẹp được rồi. Nâng cấp tiếp level 2 lên. Đấy. Very nice. Chơi map này khó thực sự nha. Để đi xung quanh cái map đó, hoặc là zoom ra này để nhìn hơi khó một chút. Nhưng mà thế mới có thể điều khiển được tất cả unit. Vậy sẽ nâng cấp tiền lên đã. 150 cái này, 250. Ok. Đi vòng quanh xung quanh này. Để đi xung quanh để xem mọi thứ đang diễn ra. Sẽ nâng cấp xem là đường nào nó căng nhất nhỉ. Đường này có thể nhiều con lắm này. Nhiều toilet nhất này. Mình sẽ nâng cấp con đường này nha. Nâng cấp 250. Con này khá là phèn. Yếu quá mọi người ơi. Yếu quá trời ơi. Nâng cấp tiếp. Và sẽ đi vòng quanh. Có đường nào mà nhiều toilet mình sẽ nâng cấp thằng này tiếp. Và mình sẽ đặt thêm Lost Firework. Okay. Cho tặng Lost Firework đây. Okay. Và mình sẽ nâng cấp tiếp. Ok luôn chưa. Nổ tanh bánh luôn. Đấy, pháo hoa rực rỡ. Pháo hoa rực rỡ. Pháo hoa rực rỡ. Thằng này mày chết. Pháo hoa rực rỡ. Ba thằng pháo hoa này nổ quá tanh bánh. Nó nâng cấp tiền nó nhỉ. Được ạ. Ok, mọi thứ khá ổn. Chưa con nào lộn qua cả nữa. Mình sẽ nâng cấp tiếp. Let's go. Ui. À không sao, không sao, không sao. Con này suýt nữa thì lọt qua. Ok, chỗ này chưa có Last Firework này. What the hell man.
Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ôi, thua rồi. Trời ơi, map này khó quá mọi người ạ. Oh my god. Có gì đây? Are you real? What the sigma? You're not Vietnam, so you're fake. I'll do it now. No, no. Chiến Nightmare mọi người ơi, để xem Nightmare mà quý vị đều Nightmare nha, mình không chắc vào team này nó khá là thú vị đấy. Đầu tiên mình thử cái team Firework này, hai unit khá là yếu, Rare và Uncommon, một Mythic và một Godly. Thì team này không chắc có win được Nightmare không? Chúng ta đón xem nha mọi người ơi. Không có gì phải, mình nghĩ là win được dễ dàng nếu mà mình có được con này. Có một con này thôi đã có thể def được toàn bộ game. Một thanh niên Sparkler ngay đây. Và mình thấy là tầm này khá là rộng, mỗi tội là đánh nó hơi chậm và đưa mục tiêu ở level 1 thôi. Nhưng mà liệu có đẹp không? Không đẹp được rồi, không đẹp rồi. Đúng quá, đúng quá, đúng quá, đúng quá. Đúng quá trời ơi, no, it's not good. Đúng quá trời ơi. Đúng quá mọi người ơi, kill. Không sao, không sao. Nâng cấp level 2 phát là ok luôn. Let's go. Đó, nói chung là ý này, đẹp đầu được phép mọi người ạ. Mượt luôn nha. Thanh niên cầm một cái pháo hoa này, gọi là pháo hoa giấy à, hay cái gì đấy. Đây cái que pháo hoa. Hai đằng sau là hai cái thanh kiếm lightsaber pháo hoa và đi ngủ. Nói chung là rất là mạnh. Con này def đầu thì rất là ngoan, không có gì còn cãi cả. Vừa có piercing vừa có splash. Mỗi tội nâng cấp khá đắt nha. Nâng cấp là khá đắt nhưng mà để nâng cấp đắt này thì mình sẽ có rất nhiều effect, rất nhiều kỹ năng xịn sò. Thế nào mình sẽ đặt làm gì đây? Đặt hết tất cả unit đây. Đặt con này, đặt đây đấy. Không sao, không vấn đề gì cả. Đặt thêm một last firework ở đây luôn ấy. Very nice. Very nice team. Đập này mẹ đơn giản, chắc chắn như vậy rồi. Cái map kia khó mọi người ạ. Cái map sự kiện khó quá. Chắc là mình mới chơi map đấy hay mình chưa có là mình lần thứ hai mình chơi sao ấy. Mình nói chung là nó thấy là hơi căng một chút nha. Nâng cấp 1000. Úi chà, mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu. Đập nó. Đúng rồi, ôi đập đau vãi trưởng ạ. Let's go, very nice. Very good. Ok, pretty good. Mạnh phết mọi người ạ. Con này mạnh thế nhỉ. DPS tận 2000 năm không nhiều. Con này 5000 cơ. Con này bạn đoán chậm hơn. Yeah. DPS 2000 năm không hề nhiều chút nào nhá. Nhưng mà sao có vẻ ngon vậy? Cái chính nó nổ hay gì ta? Mình thấy ngon vãi trưởng. Nâng cấp con này xem nào. 3000. Ok. Nói chung là con này đắt kinh khủng nhưng mà nó khỏe hơn nhiều. Con này bao nhiêu? 28.000 DPS. Pretty good, pretty good, right? Yeah, ngon thuyết chứ. Con này thì mình sẽ để ở chung cuối. Vũ khí bí mật của mình nha, chưa lôi ra vội, chưa cần thiết, chưa cần thiết. Khi nào kinh khủng lắm thì mình lôi ra. Nhưng mà chắc chắn sẽ cần thôi, bởi vì là Nightmare thì bọn này mình thấy không thể def được lâu đâu. Chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Titan Firework Man. Pháo hoa Titan. Oh no. Thanh niên đang đi đâu anh? Thanh niên ơi! Thanh niên dừng lại ngay! Oh no, oh, ok, 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 ok. Ok, tiền ơi! Oh hell nào, không sao, kệ không sao. Chi thật quá, ok, đặt luôn pháo hoa Titan ngay đây thôi, let's go. Ui dồi ôi! Quá, ôi! Con này tự dưng xuất hiện ra rồi phóng vào veo veo này. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Oh, mày đừng yên! Mày chạy đâu, còn dài. Lại nhanh thế nhỉ, nhanh thế nhỉ, quát quan này nhanh thế nhỉ. Nào, nâng cấp pháo hoa full team nào. Chính xác rồi đấy. Nổ tanh bành luôn. Pháo hoa rực rỡ sắc màu. Có animation. Một pháo hoa mới thì có animation effect khá là đẹp. Còn pháo hoa cũ thì nó cứ đơ đơ này. Đó, pháo hoa mới thì có được animation nổ tùm lum. Đẹp mắt rực rỡ. Nào, đắt thế. Nâng cấp đắt thế mọi người. Ê, sao bạn nâng cấp đắt thế? Sao ra đen nội ra? What the hell? Cố lên! Mày đứng yên cho nổ ạ! Đứng yên, úi, mày tụ vào đấy. Đấy, tụ ở chỗ này này. Chỗ này là cái chỗ tụ mà nó tụ lại kết hợp 3 đường, 2 đường lại nó nổ một phát. Vỡ mặt! Chính xác rồi đấy. Yes sir. Ê, 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 box toilet cho em bình tĩnh.
thằng này cũng đép được không? Ngon, thoải mái. Ui rồi, quá được của nó luôn mọi người ạ. Tìm được của nó luôn mọi người ạ. Chúng ta sẽ cần tiền, ít tiền thôi. 6.000 tiền nâng cấp luôn ạ. Ui giời. Trời ơi, DPS khủng phết. Cộng lại tất cả nhá, 2.000 năm này, 7.000 năm này. Ủa, 7.000 năm này, 3.000 là 35.000 chứ, 35.000 này cộng lại này. 125.000 à, tầm đấy, không biết, không biết. Ok, nói chung là ngon, mình sẽ ngon bổ rẻ đấy. Chúng ta không rẻ lắm đâu, nhưng mà cũng ngon. Ngon, team mình cực kỳ ngon mọi người ơi. Ngon bổ rẻ. Con này thì hơi đắt một chút, nhưng mà nó giảm giá khá nhiều so với lúc đầu rồi. Giảm giá tầm một nửa hay sao ta. Nha, số gem hiện giờ giảm giá khá nhiều nha. Nên là cũng khá là rẻ nha. Thoải mái, tìm mày. Ngon mà không sao mọi người. 6.000 tiền, ui trời ơi. Cố lên. Oh no, this is not good. Không sao, không sao. Jesus Christ. Ok. Cần nâng cấp cho con Titan ngay lập tức. Không thì khó có thể đép được cái vòng tiếp theo. 6.000 năm, 7.000 năm tiền. Come on. Và đã có đủ tiền để nâng cấp cho 3, 2, 1, let's go. Level 2 là 2 quả đại bác pháo à. Siêu bự. Chính xác rồi đấy. 14.000 nữa, đặt tê. Này 12.000. Ok. Chúng ta sẽ nâng cấp con Titan tiếp nhỉ. 12.000, 14.000. Thôi, tôi cần nâng cấp con Last Firework đây. Sẽ nâng cấp full team. Đều nha mọi người ạ. Đi ngủ với bố mày dậy ngay. Hay dài ai. Vẫn cần mấy unit hỗ trợ support, như là mấy con drone droid quá đấy, nói mấy con đấy để hỗ trợ. Cứ đi ngủ luôn mọi người ạ. Oh no, không sao. Tình hình hơi căng một chút rồi nha. Chắc là chúng ta sẽ cần thêm một Titan nữa. Chứ đi ngủ này thì không ổn lắm. Một con đi ngủ thì có con kia. Chứ đi ngủ cả hai thì thôi vứt. Oh no, ok, pretty good. Đừng đi ngủ nữa làm ơn. Tỉnh dậy ngay cho bố mày uống uống cà phê gì đây. Uống uống cà phê Rocket 10 giờ, let's go. Mình không biết làm gì nữa. Đấy, đã đi ngủ bực cực sự. Rất ghét bạn đi ngủ. Mình là mình thức khuya làm video kiểu bọn này sáng tưng bừng đi ngủ. Chà lắm. À dạo này mình lười quá mọi người ơi. Mình mãi chưa xong được cái toilet Rocket nhầm cái gì mà Tower Defense Việt Nam mà. Không phải mình lười mà mình bận quá. Bận nhiều việc khác quá. Hay, nên mình sẽ cố gắng hoàn thiện game mà. Mình đang cố gắng, mình cứ bị quên nhiều việc. Dạo này nhiều việc quá mọi người ạ. Dạo này nhiều việc quá nên nó chưa xong được cái kia. Nhưng mà khi mà mình sự ít việc hơn thì mình chắc chắn sẽ quay trở lại nha. Mình không biết nữa, nói chung là làm cái lâu vãi chưởng mọi người ạ. Hãy làm subscribe để ủng hộ mình. What the freak, đưa chạy đâu vậy cu. Ok, mày đứng yên cho tao. Mà đứng yên. What are you doing man. Mày đứng yên. Ê. Con dai. Thằng con lợn này nhanh thật đấy. Ôi dồi ôi, sao vượt qua thế này. 50.000 máu á? You kidding me, man? Oh my god, 50.000, 40.000 máu á? Đùa nhau à? Liệu có đẹp được không? Yes sir. Nó chạy đi đâu con dai? Chà. Sao bọn này có vẻ như căng nhỉ? Vượt qua cả team Titan pháo hoa của mình. Nâng cấp nào? Trời ơi, chuyện gì diễn ra vậy? Pháo hoa nổ ra anh bằng nó đi. Nổ banh đít bọn nó đi. Oh my god. This is not good man. What? Bao nhiêu máu nữa? 170. Oh my god. Bọn này đi ngủ nhiều quá. Nó không đi ngủ thì chắc chắn là win rồi. Trời ơi, có bao nhiêu team này? Khá là khó để win ngay mẹ mọi người ạ. Thực ra thì do chiến thuật mình đặt cái con này nó thừa quá. Oh no, what are you doing? Mình thích video để like, subscribe mình và quay trở lại với những video theo trong tương lai. Quay trở lại với Toilet Việt Nam, không phải Việt Nam, không phải Toilet mà là Toilet Việt Nam, Toilet Defense Việt Nam. Mình sẽ
Mình sẽ cố làm mọi người ơi, như nó làm nó mất công lắm mọi người ơi, sao mình cố gắng khi có thời gian nha. Ok, goodbye.